lời ca cảm tạ. Ngài đã thương ban cho đời con chưa chan hồng ân, chưa chan hồng ân, trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, cho tim con nó thoa dạt dào niềm hạnh phúc. Từng nhịp bước con đi, dẫu qua muôn ngàn khó nguy, trong tay Chúa Ngài dẫn con vào mầu nhiệm tình yêu, Ngài dẫn con vào mầu nhiệm huyền siêu. Xin cho con bước đi vững vàng, mãi luôn sẵn sàng, nguyện một đời là đuốc sáng rạng soi. Xin cho con mãi luôn trung thành trên đường lữ hành, sống cho Ngài bằng tất cả tình yêu. Lòng con bao hân hoan, dâng lên Chúa lời ca cảm tạ. Ngài đã thương ban cho đời con chưa chan hồng ân, chưa chan hồng ân, trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, cho tim con nó thoa dạt dào niềm hạnh phúc. Là đầy tớ trung trinh, là đầy tớ dấn thân không ngại hy sinh, say yêu Chúa nguyện ước một lòng phụng sự không ngơi, nguyện ước muôn đời tình không nhạt phai. Xin cho con chết đi mỗi ngày, sống cho riêng Ngài, đường thập tự ngời chiếu sáng mọi nơi. Xin cho con biết dâng ý mình, vâng trọn ý Ngài, sống với Ngài bằng tất cả tình yêu. Thank you.
Chúng ta đến truyền sống muôn đời. Amen.
Và hôm nay Chúa thương chọn lấy chư linh mục được yên tâm phục vụ thánh y Chúa, để họ biết dùng thừa tháp phục và đời sống của mình mà làm vinh danh Chúa trong Đức Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Mikêa. Đây lời Chúa phán: Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giu-đa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng thống trị Israel, và nguồn gốc người có từ nguyên thủy, từ muôn đời. Vì thế, người sẽ bỏ dân người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em ngươi sẽ trở về với con cái Israel. Ngươi sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa ngươi. Vì vậy, ngươi sẽ là chính sự bình an. Đó là lời Chúa. Thank you.
Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái, vì trong việc phục vụ hàng ngày, người ta khinh miệt các bà quá trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bạn thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa." Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Tê-pha-nô, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Philip-phê, Bro-cô, Nicano, Timon, Pamina và Nicola, quê ở Antiochia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều. Đó là lời Chúa. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con, mà người khen cha các con trên trời. Đó là xin mời các thầy sắp thủ phong phó tế tiến lên. Thầy An Tôn Trần Văn Mạnh,
thầy An Tôn Trần Văn Phú. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Huy. Kính thưa cha, hội thánh là mẹ chúng ta, xin cha phong chức phó tế cho những anh em này. Cha cũng biết kịp lệ này xứng đáng rồi. Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý kiến của những trách biểu quyết, con chứng nhận những người này là coi là xứng đáng. Nhờ Thiên Chúa 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 Tờ và nhờ Nhân Chúa Kỳ Tô đến suối chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức phó tế.